Lý Tuần Y, tập 66. Huynh như là... Đây là cái gì thế nhỉ? Trong màu sườn cấm chú đại toàn thì chỉ có bốn vị thanh nhân có sông đồng nhãn trong lịch sử mà thôi. Người đầu tiên là thanh nhân Thương Hiệt và vị hoàng đứa đã tạo ra chữ viết. Còn người thứ hai là hoàng đế Hít Tuấn, là người nổi tiếng ngang ngửa với hoàng đế Nghiêu. Còn người thứ ba là Hàng Vũ, chúa tể của Tây Sở. Còn người thứ tư là Lý Dục, hậu chủ của nhà Nam Đường. Nhưng mà những người này đều sinh ra với con người đồi, và vừa rồi mình mới xuất hiện. Chẳng lẽ mình là thánh nhân sao trời? Hay là thử một chút cái nhà. Hiền kiềm càng tắc đoá, dục thanh thử khá nhãn, kiềm cường nhãn vô thượng, nhất thiết nhãn kiềm khai. Ui, thành công rồi. Không xem nữa, không xem nữa. Sông đồng tử không thể sử dụng cho cái loại việc này được. Si. Sao lại không tốt cơ chứ? Hả? Là tốt một khí cơ. Ván đầu quá. Không được dùng năng lực này để nhìn cái loại chuyện này mà. Mình ở đây phải là quả, là trúng quả báo rồi. Chắc là lần đầu tiên. Nói người dùng quá đồ sẽ bị chóng mặt, suy nhược và các triệu chứng khác nữa. Phạm vi của khả năng thấu thị cũng bị giới hạn trong 20 mét. Và phạm vi có khả năng liên quan tới thể chất người đã khai mở. Cơ mà cuối cùng thì cũng được khai mở thiên nhãn lòng vừa đề cấu rồi. Ý? À Tùng, à ơi, à không, cô đã tắm xong rồi à? Anh đang làm gì ở đây thế? À, đây là trùng hợp. Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn. Vào phòng tắm để tìm đồ ăn á? À, tôi... Đã nghỉ quá, nói đi. Anh đã làm điều xấu xa gì rồi hả? Hả, tôi không có. Úi. May mà còn đỡ kịp. Cô cũng quá bất cẩn rồi. Anh, úi, anh quan được tôi sao? Đối phó với anh chỉ mình tôi là đủ rồi. Giờ đâu quá đi. Quả nhiên là sẽ thù hại nhất mà. Chuyên dùng chiêu nhắm vào chỗ đó. Khách sạn ở thành phố Giang Châu. Khốn kiếp thật. Bọn họ không mở nối bên cạnh làm tình lại có cá thủ đến như vậy. Nhiệm vụ không hoàn thành. Sau này làm gì có cơ hội tốt cơ chứ? Ai đó? Xin chào, tiên sinh, tôi là phục vụ ở khách sạn này. Tôi đến để mang cho ngài đồ ăn nhẹ đường khuya miễn phí ạ. Ai đó? Hát Tiêu Cường, ngươi đi bị bắt. Hóa ra là người của mình Vương Địa sao? Mì nữ à, cô không giống với người của Vinh Vương chút nào đâu. Vậy thì phải là người giới tính nào mới giống Minh Vương Điện hả? Ta thế này có giống không? Đội trưởng đội đặc nhiệm của Minh Vương Điện, Cốc Phong. Lời của vua. Mặc dù chúng tôi được gọi là Minh Vương Điện, nhưng mà mục đích của chúng ta là sự bảo vệ toàn vẹn và đất nước, bảo vệ nhân loại. Hát Tiêu Cổ, người đã phạm tội 35 quốc gia rồi, tới Giang Châu thuộc quản lý của ta mà ngươi vẫn còn muốn trốn thoát hay sao? Rước vào tiền của các người, tôi không phục khẩu phục rồi. Nhưng mà tôi không muốn đi đến cái nơi Minh Vương Điện tối tăm không biết ngày tháng của các người đâu. Ê da, có vẻ như đội trưởng của Minh Vương Điện Cốc Phong không có gì đặc biệt gì. Đội trưởng à, đưa hả? Quách Tiêu Cường,
Nếu như là đàn ông thì hãy thả cô ấy ra đi. Thả cô ta ra sao? Làm thế nào mà để tôi có thể chứng minh rằng tôi là một người đàn ông thực sự đây nhỉ? Mày, cơ mà, ngươi sẽ không nhìn thấy được đâu. Ta sẽ giết mày trước rồi sau đó từ từ hưởng thụ. Dừng tay. Lo mày sao? Thật không ngờ lại gặp nhau sớm như thế này. Khốn kiếp. Cô mày, nhớ có cần tùng chú mà mình mới có thể tìm thấy được cái tên gia hỏa này một cách dễ dàng như vậy. Vậy thì tao, lỡ đã đi chết rồi hả? Vậy thì bây giờ tao sẽ cho mày lên đường. Thế mà, hắn lại có thể nấy được đàn sao? Đừng có qua đây, dốt cuộc mày là cái loại người nào? Anh không cần biết tôi là ai. Nói cho tôi biết đi, ai phái anh đến giết Lâm Tý hả? Hát tiếc cô, tao lăn lộn bao nhiêu năm, nhưng mà đạo đức nghề nghiệp sát thủ thì vẫn còn đây nhờ. Tao sẽ không nói đâu. Vậy thì, để xem anh có cứng miệng tới khi nào. Thi thư à, cô không sao chưa? À không, không sao, cảm ơn anh nhé. Đội trưởng à. Có may là hai viên đạn không có viên nào trúng điểm chí mạng cả. Bác Phượng y thần sứ, ngã tự nhiên, linh báo phù mệnh, phổ tạo cửu thiền. Tôi đã giúp anh cầm máu lại rồi. Anh bây giờ mau chóng tới bệnh viện lấy viên đạn ra là xong rồi. À, cảm ơn nhé. Hai người là cảnh sát sao? Không phải, chúng tôi là... Người em à, cũng may nhờ các cậu không biết là quý danh của cậu là gì. Tôi là Diệp Thù. Diệp Thù, thân thù của cậu rất tốt đó. Không biết là cậu đang làm công việc gì thế? À tôi cũng thế, lại còn biết cả ý thuật nữa chưa? Không có gì, chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi là bác sĩ ở bệnh viện Giang Châu. Chiều ca, đã xảy ra chuyện gì thế? Chị Thù nhìn lên đi, Tôn Thánh Chủ nói là Long Vương không sống rồi. Cậu nhìn tới để tiện ông ấy đoạn cuối cùng đi. Tôi sẽ lập tức vào ngay. Diệp Thù sao? Long Vương Phủ. Long Vương, như thế nào rồi? Đã hôn mơ rồi. Đưa tôi đến chỗ mày đi. Đi rồi, con đã. Con là người gần đây nhất xem bệnh cho Long Vương, Di Thu đúng không? Tôn Thánh Chủ, trông dáng vẻ còn rất trẻ, có tới lợi hại như Tôn Thánh Chủ hay sao? Chỉ là đỡ khờ khoang với Long Vương mà thôi, vốn dĩ con sống được vài năm nữa cơ. Tôn Thánh Thủ à, ý tôi có Di Thu cũng không tồi đâu. Thời gian này Long Vương đã ổn định hơn rất nhiều đấy. Ổn định thì không thể sắp chết được. Triều Vân không phải là tôi đã nói rồi sao? Thanh niên hỗn sược mà đòi xem bệnh cho Long Vương, coi ông ấy là chuột bạch hả? Tôn Thánh Thủ có đúng không? Hiện giờ thời gian của Long Vương đang rất gấp. Nếu ông không trì bệnh được, thì để tôi xem thử xem. Thử á? Thử cái gì? Thử mà chết thì thế nào? Vậy thì tôi sẽ cược với ông. Nếu như tôi chữa được cho Long Vương, ông dân trà nhà sao với tôi? Biểu đạt kỹ năng không bằng người. Là cái giọng gì? Được rồi, nếu như mọi người có thể chữa được cho Long Vương dưới mặt của ta, thì ta sẽ nhận người làm sư phụ luôn. Không dám nhận đâu. Dì Thu à, đi theo tôi. Phòng ngủ của Long Vương. Dì Thu à, Long Vương làm sao rồi? Con cứu được không? Có thể, nhưng mà làm sao? Tôi cần một loại công cụ kim châm cứu. À kim châm ở bình thường thì không phải là dùng ngân châm hay sao? Kim châm đi đâu mới có chưa? Lại giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch à? Kim châm à? Ta có đó. Kim châm cứu là vật tốt truyền của ta.
Nếu như là người đã dùng nó để gây ảnh hưởng tới Long Vương, thì ta sẽ dùng cái mạng này của người đó. À được mà. Bộ kim chạy. Ở trong Tỳ Tông Thánh Thủ, thì có phải là vật thời triều đình cổ đại không ấy nhỉ? Ngự tứ. 100 năm trước, là gia tổ nhà ta là một du y thầy thuốc đi khắp nơi. Từ khi đó, gần như là sắp mất mạng. Tình cờ tổ tiên của chúng ta đã chẩn đoán là bà ta đã mắc bệnh về não. Thái hậu vui mừng đến mức mà không cho tổ tiên của ta chức quan là ngự y lục phẩm. Nhưng mà tổ tiên của tôi là không muốn ở trong cung mà muốn đi du lịch khắp thiên hạ. Muốn có những người dân nghèo nên đã từ đó mà đã từ chối làm quan. Sau khi Thái hậu Từ Hy biết được nguyên nhân thì đã ban thưởng cho tổ tiên của ta một bộ kim châm này. Còn từ đó bộ kim châm này đã trở thành vật gia truyền của gia đình ta. Nhưng vì kim châm đặc biệt, nếu không cẩn thận thì có thể làm tổn thương cơ thể nên ta chỉ có thể mang theo bên mình, chứ không bao giờ dám sử dụng cả. Nếu mà người đã nói rằng người có thể sử dụng nó thì cũng coi như là thiên mệnh đi, cho người mượn nó. À, cảm ơn Tôn Thánh Thủ. Ta chỉ cầu xin người đừng cắt đứt sự sống của Long Vương bằng kim châm này. Âm dương xà cổ đã xâm nhập vào tâm mạch của Long Vương rồi. Các an phương vị, vị thú đàn đình, thái thượng hữu mệnh, sâu bộ tà tình. Huyệt ấn đường, huyệt bách hội, huyệt đại trụy. Cậu ta lại hạ thủ thật sự rất quyết đoán. Nhìn qua đi. Tên tiểu tử châm loạn như thế này sẽ không sao chứ? Cậu ta, vì mà dám. Đáng trùng. Cậu ta, vậy mà lại biết khí vận của châm. Khí vận châm có nghĩa là người luyện khí cộng sử dụng nội lực để vận chuyển năng lượng của mình. Nhưng mà bác sĩ hay là người luyện võ khi cả đời cũng không có cách nào để luyện ra được nội công cả. Thế mà tên Diệp Phàm này mới có ngồi 20 tuổi, vậy mà lại có nội lực thâm hậu như vậy. Rốt cuộc là sư phụ của cô ta đến từ đâu? Có lẽ Long Vương thực sự có thể được cậu ta cứu đó. Vẫn còn chưa xong đâu. Long Vương bây giờ trên người có 36 cây kim vàng, chủ yếu là tập trung ở bên phải. Vì vậy, Chiều ca, trong nhà có chậu than không? À, để tôi chỉ chuẩn bị. Vì tiếp theo chính là bức cổ trùng ra ngoài. Được. Thái thượng đại tình, ứng biến vô định, khô tà phược mị báo mệnh hộ thần. Thiên nhãn, mở. Cổ trùng còn phải căng nuốt máu tươi thì mới có thể sống lâu được. Nói cái khác thì cổ trùng chỉ có thể ẩn nấu trong huyết quản của Long Vương mà thôi. Nhưng mà chính xác thì nó đã ở đâu chưa? Ở tim mưu, không có. Hay lỡ não? Cũng không có. Thiên nhãn chỉ có thể dùng ở trong nửa phút mà thôi. Cơ hội của mình không còn nhiều nữa. Không được chậm trễ nữa, thử lại nào. Mở. 10 phút sau. Vậy mà đã dùng xong 5 lần rồi. Chết tiệt thật, rốt cuộc là ở đâu thế nhỉ? Bà chỉ gì bà? Đây là đang tìm cổ trùng hay sao? Đã ngồi hơn 10 phút rồi. Mặt anh ấy có phải là CT không nhỉ? Có nhìn trực tiếp như vậy thì có tìm được cái gì cả chưa? Dì Thu à, không biết có nên nói với cậu hay không, nhưng mà phương pháp mà cậu đang dùng thì tôi có thể giúp được. À không còn, các người không giúp được tôi đâu. Mình đã mấy lần dùng song đồng rồi, nhưng mà vẫn không tìm ra. Giờ mình cũng không thể duy trì được nữa rồi. Rốt cuộc là nằm ở đâu mới được cơ chứ? Đúng rồi, nếu như mà cổ trùng khát máu thì tại sao lại không dùng máu làm vật trùng vàng để dụ nó ra nhỉ? Đừng vội, lấy lực đẩy nhanh huyết mạch của Long Vương thì cố trùng nhất định sẽ trở nên hưng phấn
và hoạt bát hơn nhiều. Thiện nhãn khởi. Nó nằm ở chỗ này à? Thật là xảo quyệt mà. Hóa ra là trốn ở đằng sau của phổi. Vừa nãy mình đã phong ấn tất cả các điểm chính ở trên cơ thể lồng vườn. Bây giờ chỉ cần dùng nội lực có thể ép nó ra cánh tay phải là được rồi. Chính là chỗ này. Tìm ra được ngươi rồi. Ta xem nhà ngươi. Con chạy đi đâu? Lời quái vật gì thế này? Lại còn biến lớn nữa chưa? Ui thật là đáng sợ quá đi. Cái thứ vừa rồi chính là cổ trùng đã ra tấn lông vương nhiều năm rồi sao? Dì thưa à, sao vừa rồi nó lại biến to ra như thế? Hơn nữa lại còn rất giống với con rắn thì phải. Đó được gọi là âm dương cổ trùng, vốn chỉ có kích thước bằng một sợi tóc trong cơ thể của người và có thể di chuyển tự do trong các mạch máu. Nhưng mà nhờ có huyết dịch của lồng vườn nuôi dưỡng nó bao nhiêu năm nay nên nó có thể biến thành lớn tới như thế này. Thế như lời của cậu thì vật lớn như thế tại sao cậu kiểm tra bao nhiêu lần mà vẫn không phát hiện ra được như vậy? Mọi người không hiểu cũng là điều bình thường. Có thực xuất phát từ miêu cường là tồn tại trong truyền thuyết từ trước đến nay. Cổ trùng cần phải có chuyên gia huấn luyện, dùng máu tươi để nuôi dưỡng. Hơn nữa, chúng còn do ẩn nấp và không dễ bị phát hiện bởi các máy móc đâu. Trên thế giới vậy mà còn có thứ đáng sợ như thế này sao? Thực sự hoàn toàn thách thức tri thức của giới y học của chúng ta rồi đấy. Vôn đất miêu cường. Mà Trường Lão à, giáo chủ mời ngài hãy nhanh chóng đi tới nghị sự đường. Ở đó biết đã xảy ra chuyện gì không? Ngài tới sẽ biết liền. Thánh nữ và sáu vị Trường Lão đều đã tới đó rồi. Đều tới rồi, xem ra có chuyện lớn rồi đây. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế? À, là đồng thần đã chết rồi ạ. Cái gì? Đồng thần đã chết rồi. Là sư đệ đồng thần của mình á? Là người mà từ nhỏ đã như là anh em ruột thịt của đồng thần đi sao? Là kẻ nào? Là kẻ nào đã làm chuyện đó? Hình như là người của Giang Châu. Là Giang Châu, chỗ của Long Vương à? Long Thiên Thù, ta phải lấy máu của mày để rửa hận. Phủ Long Vương. Nào, tôi này hãy vui mừng và ăn mừng sự phục hồi của tôi đi. Tôi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vì cái mạng của Long Thiên Thù tôi mà đã vất vả cho bao nhiêu là tháng ngày rồi. Chúc mừng Long Vương, hồi phục sống lâu trăm tuổi. À đúng thì đúng thế. Long Vương à, cơ thể của ngài bây giờ không thể uống được nhiều đâu. Vậy thôi à, đêm này chỉ một cốc thôi đấy. Nào, cạn ly nào. Ừ, cạn ly. Triều Vương đi lấy nó ra đi. Rõ. Chi phí tiền mặt 30 triệu. Đây chính là phần thưởng mà Long Vương ban tặng cho mọi người trong 3 năm qua. 3.000 vàng này. Hãy để tôn thánh thủ an bài giúp. Lầu vượng thật là hào phóng. Còn phải cảm ơn cái gì thù nữa. À, cách xá rồi. Lầu vượng à, số tiền này tôi đủ, không được tự cách. Nhưng mà mấy thu hạ bên dưới quá thật là vất vả rồi. Tôi... Tôn thánh thủ à, đừng nói nữa. Ngài cứ an tâm mà cầm lấy đi nhé. Vậy thì tôi sẽ đưa ra quyết định và một nửa cho bác sĩ Diệp. Dù sao thì cậu ấy cũng là người đã thực sự cứu được ngài mà. Không cần đâu, tôi tự đã có sắp xếp riêng của tôi mà. Nào dì thù, chúng ta tiếp tục thôi. Bác sĩ Diệp à, xin hãy nhận đồ nhi. Tôn thánh thủ một lạy. Tôn thánh thủ à, ông làm gì thế? Bác sĩ Diệp à, tôi nhớ là chúng ta đã có giao ước. Bác sĩ Tôn, xin mời đứng dậy. Là do tên người của ta không bằng người khác. Vân mong sư phụ thu nhận ta đi. Tôn lão, đây là do tôi trẻ người không hiểu chuyện. Chỉ là nói đùa hơi quá đáng một chút. Ngài sao có thể coi là thật được. Bây giờ tôi không thể không nghiêm túc được hơn đó. Xin người hãy nhận lễ học ngờ của đệ tử này.
Đây chính là kim châm mà ban nãy tôi đã dùng sao? Và đây chính là chỉ bảo truyền giá của ngài mà. Kim châm này là pháp bảo cứu mạng, nhưng mà bên tôi không có đất dụng võ, nên tôi bằng lòng dùng nó để mượn hoa kính Phật. Cái này, chị Tôn à, Lão Tôn với cậu xem như là có một đoạn duyên phận, cậu có đáp ứng đi, nếu như không thì e rằng ông ấy không đứng dậy đâu. Tôi được rồi, chúc mừng nhé. Chúc mừng. Diệp Thu, cậu có biết vì sao tôi khiến cậu thu lại Lão Tôn không? Cháu không biết. Tôn Thánh Tụ là hội trưởng Hiệp hội Trung y Giang Châu, không phản là y thuật hay là nhân mạch. Tại Giang Châu, đến viện trưởng của các cậu đều phải nhường ba phần. Cậu đã tiếp quản Giang Châu, tuy có tôi giúp đỡ cậu, nhưng mà nếu như thường cao mấy, thì cậu có thể bồi dưỡng ra một trợ thủ của mình. Đối với cậu mà nói sau này sẽ là trục dịp lớn hơn. Lòng Vượng, về Giang Châu tôi nghĩ bên ngoài, sáng vẫn là do cậu làm chủ, nào sẽ tốt hơn một chút. Mà tôi bất luận là từ năng lực hay là tư lịch đều còn kém xa, còn mong ngài có thể giúp tôi ngồi vững ở cái ghế này. Tuy rằng tôi vốn là không hề nghĩ tới mấy cái thứ này. Cậu cuối cùng cũng chịu đưa tay ra. Rồi không vấn đề gì, cái bộ xương già này của tôi còn tốt lắm. Đừng quá kích động chứ, đừng quá kích động. Từ đây không phải là còn không còn biện pháp nào nữa thì sao? Triệu Vân, đem đồ đưa cho cậu ta đi. Dương,